đéo hiểu cánh bạc 3 sao đâu. Ui, con vài sẻng này. Ôi, đéo biết chơi cái gì giờ. Toàn sẻng với bốc bừa đi, cái rau đầu với bốc bừa đi, bán đi có gì đâu. Nó ra tiếng Anh con gì thì chơi đấy cũng được, nếu cũng ngon phết đấy. Có một thìa thì nó cũng phải vật nên làm đéo. Tôi vẫn chưa biết ghép ghép thìa trong cái game này nó ra cái gì chứ, tôi chưa ghép bao giờ. Cái bản Nó mới vẫn như cũ mà. cũ kích, nó toàn hệ mới, biết đéo là ghép cái ta hệ nào, biết ghép cái gì ra hệ nào bây giờ. Chỉ biết là ghép hai cái thìa ra được thêm một con này. Đấy, ỷ thiên kiếm ra thần thánh đấy, đấy, ra thêm một con thần thánh nữa. Hãy chơi Việt tộc chưa? Ở ngoài đợi nhá. Thực ra nguyệt tộc là hơi cạnh tranh hơi gắt. Thần thần đi có mẹ đấu ra đồ ạ. À. Ra cái lim tí này rồi. Đấy mẹ con này Đã không còn đếm đủ tiền để mua tướng nữa. Bán đi. Đâu ăn được. Sao không đủ tiền? Mua con gì? Con thần rừng của tôi lên là con tinh anh nha. Mua đắt vãi đai. Ba nó cấp đắt cấp 3 bình thường mà. Rừng. Chiến tướng thì mày. Nó hơi nghe nó hơi ngu ngu. Hay chữ u hồn nhỉ? Mẹ, bài nó thay đổi thành sạch sạch này. U hồn luôn đi cho nó máu. Đi tận này tôi chơi u hồn cho ông theo này. U hồn phải chơi với thiện xạ. Hai con sát thủ phải để đấy thôi. Chưa dùng đâu. U hồn thiện xạ. Đâu sao à? Rồi gì mà đánh với cả Pike? Một lướt lên bảng. Đéo đây là ôi. Ôi tôi có thần rừng này, thần rừng này, nhưng đéo chơi à. Đéo chơi. Đéo chơi. Tôi có thần rừng 2 sao này. Tôi cũng có thần rừng ngay. Thần rừng tiếng Anh ấy. Tôi cũng thần rừng tiếng Anh. Thần rừng tiếng Anh đâu chơi 6 thần rừng đi, 6 thần rừng rồi dồn đồ cho AC là mạnh lắm. Mẹ 6 thần rừng dồn đồ AC là báo mạnh luôn. Ai dạy ông nói như thế hả? Tôi dạy đấy. Không thích một phép. Có đi mẹ gặp ngay ông đạo ạ. À. Trời ơi mình còn chưa lên cấp, ông lên cấp rồi ạ. À. Vãi cấp. Chơi bẩn chết thế. đi, chơi bẩn chết thế đi, cũng đi. sớm à, đéo hiểu chơi kiểu gì. Tôi bói. Thằng tao red tôi bố đời mà. Tôi bảo nó red mạnh mà. Mẹ đánh mãi Đấy may nó còn không kịp vứt cái ạ. giáp quả đấy, nó vứt kịp vứt cái giáp nó còn đứng được một lúc nữa. Rồi thì cũng chỉ đến lúc chết mà thôi.
Tôi kéo thời Chết gian. này, chết này, chết này. Người gì rồi đánh với đạo. Rồi, thần Đạo thần. nó mất diệt. Máu cái khỏe này chịu thôi, biết sao. Đầu game thua một hai ván không vấn đề gì. Rồi đấy, ổn rồi đấy. Ờ, 4 u hồn thì là chế 4 u hồn không khó. Quan trọng là u hồn đi với cái gì. Con Riven nó là cái gì nhỉ? U hồn. U hồn gì? Đấu sĩ à? Không. Cái gì? U hồn tiên phong. Tiên phong á? Đi. Thế con này là gì? Đâu, u hồn tiên phong không phải. Chắc chắn không phải tiên phong luôn. À, u hồn hộ pháp. Hộ pháp á? Đi. Chắc không đây. Mẹ tí rồi mua hộ pháp xong rồi đi ra đi vần lại đéo phải u hồn hộ pháp thì thôi. Cày lắm đấy đạo ạ. Đây thì ông làm được gì tôi? Hiểu à. Hiểu ạ. Kiệt ly. Rồi hết. Mẹ thằng này cũng chơi thần rừng mà sao mãi nó ra. Có chắc là u hồn hộ pháp không? Ừ. Không nghe thì thôi. Nếu ai bắt đầu mua. Ô cha cái gì con ma chứ nó lấy mẹ đầu đi còn mua búa búa lúc nó mới lấy còn mẹ cho chó mẹ mày fuck you chắc là hộ pháp đấy. Dạ ông học đầu khi từ tiếng Anh mất dạy thì hả? Tôi bảo ông học tiếng Anh để ông học mấy cái từ mất dạy thế à? Vãi cả nhẫn già bóng ma này. Thì nó chán đời không chứ lại. Đúng. Mày hoặc thần thánh này. Ai cho mày mê hoặc người ta đây. Chỗ này ở chỗ để mê hoặc à. Ôi trời ơi đồ mới đàn thế này thì chết tôi rồi. Mình cần một cái trượng để mình đảm bảo là Jihin sau này sẽ thành u hồn. Bắn chút mỡ đi mày này, bắn đi, bắn mạnh tay lên. Bắn mạnh tay lên hai con ven này. Hai con ven này nó sẽ kích được ấy cho nhau nhá. Nếu mà trên bài có hai con ven này thì nó kích được cái nội tại cho nhau. Game một con nó bắn. Ôi đi của mẹ nó. Con rắn nào cũng rắn nào rơi. Con ven nó chỉ bắn thì con nhớ là chả kinh hoạt được cho nhau. Con ven là con nồn rắn rắn nó búng giáp kia kia chở. Nó còn đéo có đồ gì bột sao mà nó búng giáp như là cái máy ấy. Toang này. Điệu này toang rồi. Thì phải hộ pháp bây giờ mua hơi sớm này. Nếu mua hộ pháp bây giờ thì nó hơi sớm. Rồi, chịu đấm ăn sâu thì nó rao được vậy. Mình phải có đủ 4 thiện xạ, 4 u hồn thì mới ngon được. Thiện xạ kiếm Temo thay cho con lìn này hơi hợp lý. Nida này đóng gọn Temo nào. Nhớ là trong cái bài tanh này nữa. Đi cái mẹ gặp team pháp sư khó chịu đấy. Đi các bạn đéo nảy vào tươi nó vây ga đến nảy vào người cái con thì cột mẹ phát bắn nảy như cất thế. Nó ga đúng một chấm máu à. Mẹ để đừng có đáp được thêm hai phát nữa. Thần tài pháp sư đi mày. Bài kiểu này thì chết tôi rồi. Sao chơi?
thì con mẹ con đéo có thêm một con nào để mà cho vào cơ. Mua bừa một con nào đấy đi. Vào cho đủ 5 con không sợ đéo bạc ra người đá mất. Mẹ tôi còn 5 thần rừng, nếu đủ cho mình vào. Có a xe chưa? A xe con quan trọng nhất của thần rừng đấy. Tôi có. Còn a xe mà ông chơi thần rừng là a xe là cánh đam luôn đấy, con cánh đam đấy. Này đổi thành thần rừng này. Đồ nó chán đéo thể chịu được luôn đấy, toàn ra thì con mẹ mày giáp thì còn máu ấy. Toàn thấy máu với cả kháng phép này thì chơi mời đéo gì rồi. Cho tao tí đồ đam đi. Chưa đến đây chơi sao đây trời ơi là trời. Đồ đạc thế này thì chơi bời gì rồi. Đi con mẹ nó yếu thì nó gọi là vãi cả cứt ra luôn. Đéo bắt nó thêm một cái nữa. Mẹ thần rừng được mỗi cái châu bò đánh mãi đâu chết. Thế bảo phải qua xe là thần rừng nó sẽ bắn con Ace nó bắn liên tục mà thần rừng nó búp đam cho Ace mà. Chiến đường phòng. Phòng. Ôi giời ơi, tôi khổ quá. Ok, thôi không phải tiêm phong à? Một thằng này đấu sĩ ạ. À? Đây mới là tiêm phong. Hai u hồn, hai thiện xạ, hai tiên phong ở bài nó cùi đéo thể chịu được luôn. Mỗi thứ hai món ạ. Ui đéo quăng được thêm cái đèn nữa. Thôi tua rồi. Toang rồi. Đi còn mẹ thằng này nó cũng chơi xạ thủ mà xạ thủ nó xịn quá. Xạ thủ của mình như cực tây. Buồn mẹ chứ. Temo lên 2 rồi kìa, bây giờ mình còn chưa nhìn thấy mặt con Temo ở trong cái khu này cơ. Còn mẹ. Đây rồi. Cuối cùng thì AC cũng là Cuồng giáo sát thủ đi con mẹ. bị lỗi à? Hướng thiện xạ. Hai tí ở Cái giáo là chơi cái map này còn bị lỗi. thần rừng đấy tí. Cái đéo ở đây ông làm cái đéo gì đây? Tôi bị lỗi. Lỗi gì? Rồi, đỡ rồi. Toang rồi, tôi vẫn đang toang không ạ? Vẫn không có gì khá hơn ngoài chữ toang. Mọi thứ vẫn đang rất toang. Đi con mẹ của Ari còn thần rừng nữa chứ, đi con mẹ thôi nó táp phát chết mẹ hết rồi. Úi rồi ôi, đi còn mày à. Trời ơi, sao tao gặp phải quái vật thế này. Mặt tôi thì ông sẽ chết. Ý ông sống rồi. Ôi cả Để ăn cả. xem kìa, tôi đéo cần xem. Nói thật luôn. Tôi đổi mẹ thành thân lưng rồi. Ôi cả. Thì phải bây giờ mới lấy được cái này ạ. À. Bây giờ có khi là muộn mẹ gì thật. Bài kiểu này chơi bời đéo. Đã thọt rồi còn nghèo mẹ.
chỉ nữa đủ rồi, đủ chín lần rồi đấy. Có khi phát này lên 9 lần rồi. Đi con mẹ thợ săn ạ. Thần thánh khai sáng, what the fuck? Đây rồi, vô hồn hộ pháp này rồi. Có 3 u hồn nhưng mà đéo ăn thua rồi. Không được, thì mẹ cái này phải để dành. Và di phần múa rất là kinh nhưng mà đều ăn thua. Bật mẹ nó cái giáp máu này. Hai cục máu để làm gì đâu. Đây rồi. Ơi con lì này ra ngoài. U hồn, 4 u hồn. Mẹ mày. Bá đạo đây. Đấy, dồn hết đồ mày đấy. Mẹ mày làm gì làm. Không gánh được tim thì chết đi. Cố mà gánh tim. Mỗi tội mới 2 xạ 3 xạ thủ, cần thêm con xạ thủ nữa. 4 u hồn nó cộng thêm 50% sát thương. Mẹ đéo kịp nhà luôn ạ. Raven vẫn đang múa rất kinh. Nhưng mà đéo đủ kinh. Khi mà địch bè team vẫn đéo đủ đam. Mẹ, Raven 1 vẫn yếu quá. Mày sao chơi đây. Cần thêm một thiện xạ nữa. Cần thêm một thiện xạ nữa. Còn Raven phải lên được 2. Chứ không mà đéo ăn thua. U hồn bí ẩn không đấu chơi đấu chơi cần thêm một cái cung, cho xin cái cung anh ơi, bạn đi ơi, cho xin cái cung bạn ơi, mấy bạn sói ơi địch của bạn tiền lắm thế. Còn mãi tôi gọi để rao đồ đấy, vẫn còn một rao đồ nữa nếu mình sống được. Thì vẫn còn một rao đồ nữa. Ê, còn mẹ bỏ mẹ tiên phong ra có vấn đề không? Riven cũng phải lên được 2 chứ không thì đuối lắm. Nào linh hồn thiện xạ. Mọi thứ có vẻ ổn hơn một chút. Nhưng mà Riven đây mà. Đi mẹ. Jihin lên được 2 nó bắn thì nó rát lắm. Nó không còn như trước đâu. Hai 20% sát thương kỹ năng cho đồng đội và 50% sát thương cho các tổng u hồn. Thế hay quá. Thiện xạ, 4 thiện xạ rồi.
Và chỉ đợi con này nó bắn thôi. Lấy cái huyết kiếm nó nhỉ. Chín trăm hai mươi lăm sát thương phép ạ, 900% hai mươi phép mãi cứt vậy. Chắc này hứa mình lên 6 cô hồn này, nếu mình bỏ bỏ mẹ nó mấy con này này một này thử xem, mày biết đâu lên 6 ô hơi khó một chút. Trận này tôi mới đặt ra tôi còn chưa có một con đi cơ thôi ạ. Chưa có một con tinh anh nào trong đội hình ạ. À. Bài tôi không có tinh anh luôn. Vãi cả cứt. Ôi, tôi một con tinh á. Bài tôi đéo có tinh anh luôn. Vãi cả lìn. Rồi ôi. Ui giỏi rồi. Ui ôi a xe kinh đấy. A xe này, a xe này. Thì sức mạnh của Jihin u hồn chưa? Ụp. 6000 máu. Một phát bắn. Một phát bắn thứ tư. Đợi đấy. Có xong đâu. Nó thấu đến tận óc luôn. Nó không thần dừng rồi nhỉ. Thần thương gì? Nhưng mà nhà thì Jihin hơi mỏng này. Hơi nguy hiểm một tí này. Sạch bơ đó. Top cao phải chịu thôi. Ai bảo top cao làm gì? Không muốn nhưng mà mấy ông yếu quá. Biến thể bóng ma thì cần mẹ. Thần rừng thợ săn. U hồn bí ẩn. Ô, 6 hồn luôn. Giờ mình lên cấp mình vứt vào là 6 hồn luôn này. Đúng không? Đi còn mẹ 6 hồn. Nhân. Úi trời ơi. Đi khỏe. 6 hồn rồi. Gì nó bắn cháy máy rồi. Mày quá, đúng là mình đợi tinh anh đến tận cuối là cũng có tác dụng của nó ấy, chứ đùa đâu. Pháp mà. Chờ rồi, mất mẹ này. Mẹ chưa ra thêm một con Jihin nào nữa. Jihin cũng không thấy đâu luôn. Mình lên được Jihin 3 trận này. Mình có Neko này nè, có khả năng lên Jihin 3 này. Jihin 1 nhìn nó tù mãi lìn nè. Kiểu đánh với bọn này kiểu quay đi quay lại thấy tim mình chết mẹ hết. Đánh cái tiêu con gì nó bắn phát sản tương sư phát được mấy con bốc hơi. Mẹ thằng điếu nó cũng pháp sư là thế đéo mà. Nó ra pháp sư được luôn. Nó pháp sư đa số chơi pháp ba sư ba con hả? Bọn nó đang xem bài nó có ghép. Tôi cũng thế nhưng mà mẹ nó toàn chơi Vigo, tôi điếu lên Vigo 2 được. Vega tù lắm.
Vega nó tù tù, đéo thì tôi đéo muốn chơi, đéo thích chơi Vega. Các bạn trước tôi hay chơi Vega nhưng bạn này đéo chơi. Tích tiền lên cấp thôi, tích tiền lên cấp thôi. Lên cấp thì mới mở ra được thì Hill mới Riven, chứ thì mẹ cấp này cấp 7 mở ra tương 4 sao nó khó vãi. Có mở ra Thần nhiều. dân cần ép leo cái gì nhỉ? Thần rừng của ông cũng có những con gì rồi. Ezreal mới cả nhìn ở đấy mới cả con gì quên mẹ mất này. Ở trong ấy có mà. Mà tôi nhìn tôi đéo biết được con nào. Ông xem nào. Thần rừng á, tôi đéo con thần rừng này tôi nhìn cho ông xem nào. Mày cũng Bảy xanh thần đây rừng rồi rồi. đấy. Thần rừng còn Nhưng mà Nunu, Nunu Ezreal. Nunu Ezreal. tôi có rồi. Nunu có rồi á. Thế sao nó hiện kia cái đéo gì kia? Tôi còn thiếu một con FZL với con đéo gì màu xanh cơ. Cái gì? Đâu, xem nào. Thần rừng con màu xanh. Con màu xanh là con Lulu nó khắp ấy. Con cầu cưỡi khỉ ấy. À thế nào lên cấp. Úi rồi, úi rồi, úi rồi, úi rồi, úi rồi, đi nó bắn, úi rồi, đi nó bắn, tớ giặt, đừng hỏi luôn, sáu hồn. U hồn pháp sư này. Chả lẽ là bỏ vào thay Thread. 6 mẹ u hồn rồi thì bây giờ lấy con u hồn pháp sư để làm gì? Mua để đấy à? Đi khờ đấy à? Bài mỗi tội mỏng quá, bài này hơi mỏng. Bài này hơi mỏng một tí. Hay thử nha em nào. Đi con mẹ. Chết mẹ nó con ấy rồi. Mày nhờn này. Vây gà với tao này. Mẹ mới top 1 này. Này thì top 1 cũng chỉ đến thế mà thôi. Vẫn 7 thần thần à? Vẫn 7 thần thần. Ezreal với cả Nunu, Nunu thấp ấy, Nunu là thấp ấy. Con mẹ con gì hin nó đéo ra loại cứ ra đây là thần tầng này tao bốc ra hai cũng này bốc hai con đấy rồi đấy mới cả đi con mẹ con khai sáng con này thì biến đi cho đỡ chặt chỗ con này chắc đéo lên được ba đâu tầm này tập trung cho mẹ di hin với cả Riven này. Đi con mẹ con ken men toàn đéo bắn được kìa. Ô đạo à? Đi tôi chết rồi. Mình mạnh quá. Đi đánh đạo hơi đau. Mình hơi mạnh quá. Hơi buồn. Chết rồi, kiểu này mình top 1 mẹ nó mất. Ezreal kìa. Đi vẽ cái đấy mình đang định lấy ấy đấy chó thật mẹ mấy nhưng một cho vào giờ nó đấm cho Ezreal vứt ở phía sau á thì nó bắn thôi mà ông 49 thần rừng hơi khó thì ông phải bỏ bỏ mẹ nó con Ari ra thần rừng đúng không bỏ mẹ nó xét ông ra để chiến tướng Ari cơ mà Ari mà có Ari không ấy? Ari thần rừng. Thế bỏ mẹ con xét ra. Xét đéo tầm này ta chín thần rừng rồi không cho cái gì chỉ có thần rừng thôi. Bỏ nó đi vào trong chỗ con Lulu, bỏ Lulu ra ngoài được.
Thịt me. Đéo hiểu bạn. Con ôi, đéo được đỡ được con Riven không lên nổi hai ạ. Vai cả lìn. Riven nó còn không lên nổi hai. Sao chơi? Ngủ tôi ngủ bọn nó đây. Đi đi. Đi con mẹ thằng này nó cũng đi. Thằng ấy chơi bài đúng hết mình ạ. À. Đi con đi ra có thằng chơi bài đúng hết mình thì con mẹ. Nó cũng u hồn ạ. À. Cũng u hồn xạ thủ đi cơ này ạ. À. Nó cũng chơi cho tin hình làm u hồn thì con mẹ thả nào. Con mẹ khó rồi. Cho tôi xin cái gì đấy đi. Ôi đéo có Lulu đéo lên chín được. Bật tìm nó rộng rộng là tí đi. Nunu mà không ra được á. Đéo. Ôi, con Riven không lên nổi hai ạ. À. Con mẹ à đấy chứ. Tôi còn đéo lên được nổi Vega 2 thế này. Thì mẹ rôn như thế rồi mới đéo lên được cái chịu ở đây. Nhìn con mẹ bọn nó khỏe thế, trâu như muốn quay vật đấy. Nhìn tim nó kìa, toàn mấy mẹ mày thành phần trâu bò. Đéo ăn thua rồi. Bây giờ Jihin mà lên được 3 thì may ra có cửa chứ không mình đéo ăn thua được. Theo tầm hơi chắc đéo chơi Thorez. Mãi ra thịnh rừng. Bỏ mẹ Thorez lấy tiền roll. Đi còn mẹ Lydian nữa. Cuồng giáo bí ẩn thì còn mẹ Jihin. Cho xin con Riven đi. Đây rồi. Riven lên 2 rồi. Sau rau này là zone đến chết này. Lấy đi hình 3 này. Không lấy đi hình 3 là mình chết này. Một là có đi hình 3, 2 là mình chết. Riven vô cực kiếm luôn. Jihin. 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 Đéo có. Một con nữa. Cho xin một con nữa. Cho xin một con nữa, Jihin 3. Rồi đấy. Xong bài rồi đấy. Ôi đi mà vứt này hơi mạo hiểm. Không sao, cái mẹ ạ. Ôi cái à đâu tưởng gặp đạo. Này thì bắn, này thì bắn. Úi dồi ôi. 86.000 đam. Đi con là Jihin nó bắn. 86.000 đam nó bắn luôn, sẽ phát hại mình mấy nghìn máu ạ. À. Mãi cả cứt. Ông gì con Jihin nó bắn nó phát có xét hai mấy nghìn máu. Gãy cả lìn. Tôi chết mẹ. Đạo chết à. Sao? Tôi sẽ cố gắng tới top 1. Cho ông xem. Đi mẹ. Giờ mà Riven lên được 3 nhỉ. Báo kinh luôn đấy. À, có một Riven lên được 3 để bao ngon. Trận này bài mình hai cái vô cực kiếm ạ. Vãi lìn. Ôi đi cơ mẹ. Xong rồi cẩn thận bọn sát thủ. Bắn chết bọn nó đi này. Bắn chết bọn nó đi. Đừng để bọn nó múa. Đừng để bọn nó múa. Nhờn. Gì nó bắn đi mẹ. 60 mấy nghìn đam mà. Vãi cả kích. Liệu có top 1 được không đây? Thực ra mình đi vần 3 là mình hơi tham đấy. Thực ra mình nên tập trung vào con Temo 3 thì có thể hợp lý hơn là con đi vần 3. Đi vần 3 khó quá.
Thắng là gì? Đâu có. Hỏi chấm cái đéo gì. Ôi được rồi, gặp thằng Lee này rồi, thằng này cũng nguy hiểm mày. Thằng này cũng con gì hình khủng phá lắm. Ôi. Thằng nào bắn nhanh như cái sống. Chết mẹ đi. Rồi tôi top 1 rồi, cái thằng nguy hiểm nhất với tôi chết mẹ rồi. Đào ạ. À? Tôi top 1 rồi. Kỳ này tôi thấy tôi top 1 mẹ rồi. Nhiều cái gì cho khi anh em top 6 ạ. Ông chết mẹ đi nào vừa. Đấy mẹ này. Rồi, Raven chắc đéo lên nó 3 đâu. Không lên được. Một trong mình thắng là mình thua trận này rồi. Đi còn một con Raven nó lên 3 này. Đi con đấy, liệu trận này có thắng hay à, có thắng được không? Nếu thắng có khả năng Raven lên 3. Đi con mẹ bài thằng nó trâu vãi cả cứt. Nhìn cái bài đó kìa. Nhưng mà châu đến đâu? Châu đến đâu khi mà đi... Khi mà nó bắn toàn mấy chục nghìn máu phát. Còn vậy ạ. Khi nó bắn toàn mười mấy nghìn máu phát thì châu bằng rời. Châu bằng rời. Ui! 106.000! Cá máu. Vãi cả cứt. Thôi chết đi Mạnh ơi. Đi. Ok, tôi chưa. Có một lần đi. Ấn nhầm nút lên cấp rồi thì mình ấn nhầm nút rồi. Mình ấn nhầm nút rồi, mình ấn nhầm nút lên cấp rồi thì hôm nay. Đầu óc kiểu đéo gì. À, ấn nút rồi, mình ấn nhầm nút lên cấp. Không sao, thằng nào cũng thắng rồi, không có đi bên ba đâu. Chứ mai thằng ấy có cái đéo thì nó đánh với mình. Bài tanh này thì làm sao mà vào được. Bài tanh này chỉ là bia tập bắn cho con Jihin thôi. Bia tập bắn thôi. Nổ này 91k mẹ. Vãi lìn gì hình ạ. À?